Sáng nay, tức ngày 19 tháng 2 âm lịch tại thành phố Đà Nẵng, hàng vạn người đã đổ về danh thắng Ngũ Hành Sơn để tham dự lễ vía Đức Bồ Tát Quán Thế Âm. Nghi lễ được xem là linh hồn của lễ hội Quán Thế Âm, di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Chính lễ của lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn được tổ chức long trọng ngay trước động Quan Âm, trong sự chứng kiến của đông đảo chư tôn, tăng ni, đồng bào Phật tử và nhân dân. Các nghi lễ đậm màu sắc Phật giáo như cầu kinh, thả bong bóng hòa bình, lễ rước tôn tượng Đức Phật Quán Thế Âm và tái hiện hình tượng Bồ Tát Quán Thế Âm nhằm thể hiện hạnh nguyện của Bồ Tát đồng hành cùng với chúng sinh, ban vui cứu khổ khắp nhân gian và cầu cho quốc thái dân an, chúng sinh an lạc. Sau thời gian gián đoạn vì dịch bệnh, lễ hội Quán Thế Âm thường niên đã được tổ chức trở lại ở quy mô cấp thành phố với nhiều hoạt động hội sôi nổi như đua thuyền truyền thống, hội thi điêu khắc đá mỹ nghệ non nước, khai trương thư viện Vạn Hạnh, đưa lễ hội này trở thành điểm hẹn văn hóa tâm linh độc đáo tại thành phố Đà Nẵng dịp này. Năm nay mình thấy lễ hội rất là quy mô, hoành tráng. Và mình tới lại trong mùa dịch thì mình thấy rất là nhiều cảm xúc. Cũng cầu cho thế giới được hòa bình, an lạc, thành phố được phát triển và nhất là ngành du lịch được phát triển. The first time that I attend this event. Đây là lần đầu tiên tôi được dự lễ hội này. Tôi đã tham dự lễ khai mạc và rất ấn tượng với chương trình giao lưu nghệ thuật của các nghệ sĩ châu Á. Và hôm nay tôi trở lại vì muốn được tận mắt chiêm ngưỡng hình tượng Bồ Tát Quán Thế Âm mà tôi mới chỉ được thấy trên tranh ảnh. Thực sự đẹp và ấn tượng. Lễ hội này rất đông vui. Many people are here and it's a very beautiful event. Lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn diễn ra trong 3 ngày, từ 17 tới 19 tháng 2 âm lịch, thu hút hàng chục ngàn lượt người tham quan, chiêm bái và được đánh giá là lễ hội văn minh với tiêu chí 5-0 gồm không trộm cướp và tệ nạn xã hội, không có lang thang xin ăn, không xả rác, không trèo kéo ép giá và không phóng sinh, mê tín dị đoan.